Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau: xoay quanh một hiện tượng lạ lùng xảy ra trên hồ nước Canasi ở Tân Cương, Trung Quốc, hàng ngàn đàn cá lạ với hàm răng sắc nhọn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, hung hăng tấn công những người dân đang chèo thuyền qua đây. Một số con nhảy cả vào khoang thuyền và tấn công những người đã khuấy động mặt hồ, trong khi những con khác thì dùng những hàm răng sắc nhọn để cắn phá thuyền từ phía mặt nước. Nhiều người hoảng loạn nhảy xuống hồ nước và bị cả đàn cá tấn công, gây thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thông tin đã tạo ra một cú sốc lớn cho người dân đại lục vì không chỉ thiên nhiên nổi loạn mà giờ đây ngay cả các động vật tưởng chừng như vô hại cũng hóa điên. Dẫn nguồn tin từ nhiều tờ báo chính thống cho hay, sự việc xảy ra vừa qua khi người dân sống ở Bun Kim, quận Adelaide, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc chèo thuyền trên hồ Canasi như thường ngày. Trong khi người đi giăng lưới đánh cá, người thì chèo thuyền di chuyển qua đây có tổng cộng khoảng 35 tàu thuyền với khoảng 150 người. Theo các nhân chứng cho biết, mặt hồ vẫn yên tĩnh như thường ngày, nhưng từ dưới đáy hồ phát ra một âm thanh lạ. Khi nhiều người còn đang hỏi giao âm thanh đó là gì, thì mặt hồ bỗng động dữ dội. Từ giữa lòng hồ, người ta thấy một đàn cá trồi lên và bơi nhanh về hướng của những tàu thuyền đang hoạt động. Chúng có tốc độ tấn công vô cùng kinh ngạc, không ngừng đâm húc vào mạn tàu, khiến cho tàu thuyền lắc lư dữ dội. Sức mạnh kỳ quái của chúng đã khiến nhiều người trở nên hoang mang, hoảng sợ và họ nghĩ ngay đến trường hợp mình đang gặp những loài thủy quái. Theo như mô tả của người dân thì loài cá này có chiều dài từ 50 đến 90 cm, có hàm răng vô cùng sắc nhọn và đặc biệt là rất hung tợn. Những người trên tàu thuyền vô cùng sợ hãi khi những đàn cá này còn hung tợn phóng lên trên tàu thuyền. Nhiều người còn bị những đàn cá này lao vào cắn với những hàm răng sắc nhọn vào tay, chân và lưng, bụng khiến chảy máu lênh láng khắp nơi. Trong khi nhiều con khác thì cố sức đục thủng tàu thuyền, AP dành lời cho chính quyền Tân Cương cho biết, những chiếc thuyền làm bằng gỗ hoặc những bè tre bị những đàn cá này xâu xé rất dễ dàng. Còn những tàu bằng sắt hoặc có kết cấu chắc chắn hơn thì chúng không thể đục thủng bằng hàm răng sắc nhọn. Nhưng với sức tấn công dữ dội cũng đã khiến mạn tàu bị méo mó và chằng chịt những vết xước đến nỗi chúng tự làm mình bị thương và chảy máu. Các nhân chứng cho biết khi những con có dấu hiệu bị thương và chảy máu thì ngay lập tức những con khác trong đàn xâu xé đồng loạt vì vết máu càng khiến chúng trở nên hung tợn và đòi ăn. Theo thông tin cho biết, có nhiều người hoảng loạn đã ngã xuống hồ và bị những đàn cá này tấn công máu chảy lênh láng. Điều này càng khiến chúng tấn công dữ dội hơn.